Hôm nay tôi chỉ các bạn nấu bánh canh nha. Cái này là nước, nước dùng mình nấu rồi. Nó chỉ là củ cải trắng. Nấm. Chanh, góc hành tím, hành, và đặt tan. Mình đổ nước ra để mình pha nó bánh canh nè, nó màu bạc tan rồi, nó sẽ tán và bột bắp, nước bột bắp. Mình đẩy ra ha, nó có màu đỏ như này. Mình bột bắp ha, mình không chế gì. Nó sẽ tự sạc. Nó sao nó lại sạc đó. Mình để hành, gốc hành. Mình nghe thấy nó sạc đó. Vậy ha, cái mình để hành tiêu nha. Cách mà mình nấu bánh canh đơn giản nhất đó mọi người.